Xét xử Ngô Bá Khá cùng đồng bọn, nhiều bạn bè khá bảnh có mặt trước cổng tòa, sáng ngày 13 tháng 11, tòa nhân dân thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử Ngô Bá Khá cùng đồng bọn về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo ghi nhận của phóng viên ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 11, rất đông thanh niên là bạn bè của Ngô Bá Khá sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh và các bị cáo khác Nguyễn Văn Quang 32 tuổi, Nguyễn Hữu Hội 30 tuổi, Ngô Lương An 34 tuổi và Trịnh Hữu Quý 27 tuổi đã có mặt tại khu vực tòa nhân dân thị xã Từ Sơn để theo dõi phiên xét xử. Trong phiên xét xử ngày hôm nay, Khá Bảnh và đồng bọn bị đưa ra xét xử về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo điều tra, khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề. Hàng ngày người chơi lô đề và thư ký đề liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản Zalo khá bảnh, đăng ký số điện thoại 0911 222 để chuyển bảng cáp đề và mua số lô đề với khá. Việc mua bán số lô số đề cho mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả sổ số, số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm đó, trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Nếu người chơi không trúng thưởng, khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô số đề. Nếu người chơi trúng thưởng thì khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua thư ký đề của mình để trả tiền thưởng cho người chơi. Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội sinh năm 1989 trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn là người tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho hội với số tiền 300.000 đồng một ngày, ngoài ra để trả công cho thư ký đề và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô đề với giá thấp hơn quy ước chung trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 có 44 ngày Quang chuyển số lô đề bán được trong ngày cho Khá qua tin nhắn Zalo. Hội là người giúp Khá tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày để thanh toán với Quang và những người đánh bạc với Khá. Trong khoảng thời gian này, Khá đã hưởng lợi từ số tiền mua bán lô đề là 280 triệu 252.600 đồng. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị can Ngô Bá Khá là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. Bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức tạo điều kiện để khá đánh bạc với người chơi lô đề. Ngoài ra, bị can Nguyễn Hữu Hội còn cùng với các bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can khá. Hành vi phạm tội của các bị can như nêu ở trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần phải đưa bị can ra truy tố xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo riêng với các bị can và phòng ngừa chung trong xã hội.